Bộ phận kinh doanh có thể gọi là bộ phận gọi là chủ chốt, một trong những bộ phận quan trọng nhất của một doanh nghiệp, bởi vì đó là bộ phận mà mang doanh thu, mang cái nguồn tiền về cho công ty. Bộ phận này thì thông thường ấy, kinh doanh thì nó không có hào nhoáng, nó không được hào nhoáng lắm, có thể là cũng không được ngồi văn phòng máy lạnh mát mẻ như những cái bộ phận văn phòng khác, nhưng mà kinh doanh là linh hồn, là cốt lõi của một doanh nghiệp. Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với chương trình Hiếu Podcast, chuyện ngành chuyện nghề, và mình là Thành Công, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast lần này. Ngày nay, như các bạn đã biết, xu hướng các bạn trẻ startup ngày càng nhiều. Vậy quy trình vận hành của một doanh nghiệp sẽ ra sao để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững? Với số podcast hôm nay, Thành Công hy vọng sẽ được giải mã những điều độc đáo và thú vị mà nhiều bạn thường lầm tưởng là không cần học quá nhiều mà chỉ cần kinh nghiệm thực tiễn là đủ. Và chúng ta sẽ hiểu tường tận thông qua ngành quản trị kinh doanh ngày hôm nay nha, cùng với một vị diễn giả dành cho Hill Podcast chuyện ngành chuyện nghề, đó chính là chị Phạm Thị Diệu Anh, CEO của AIM Academy với chủ đề công thức quản trị doanh nghiệp thành công. Dạ em xin chào chị Diệu Anh, thì không biết là chị có thể giới thiệu cho các bạn đôi nét về bản thân mình được không ạ? Chào Thành Công, chào tất cả các bạn trẻ. Cô tên là Diệu Anh, thì cô có vận hành một cái doanh nghiệp của riêng cô được 13 năm nay. Đó là một doanh nghiệp về đào tạo trong lĩnh vực marketing và communication. Thì cô cũng từ những ngày đầu tập tành cái cách mà quản trị doanh nghiệp như thế nào, kế thừa những cái kiến thức mà mình được học ở trường đại học, cũng như là kiến thức mà trước đó cô có một thời gian đi làm khá là dài. Cho nên là đến nay cô đã vận hành cái doanh nghiệp của mình được 13 năm. Rất là nhiều điều đáng học hỏi, rất là nhiều điều gọi là chảy ra chóc vẫy, nhưng mà cũng rất là nhiều điều rất là gọi là tặng thưởng cho riêng bản thân mình. Cho nên là ngày hôm nay cô rất là vui có mặt ở đây cùng trò chuyện với bạn Thành Công để chia sẻ những cái trải nghiệm và kinh nghiệm về quản lý của cô. Chị Diệu Anh ơi, thì không biết là khi mà mới bắt đầu thì cơ duyên nào để chị có thể quyết định trở thành chủ của một doanh nghiệp vậy ạ? Mỗi một người chủ doanh nghiệp sẽ có một câu chuyện bắt đầu rất là thú vị. Thì cái câu chuyện của cô đó là cô học đại học xong thì cô có đi làm, gọi là đi làm cho các tập đoàn đa quốc gia được khoảng 14 năm. Thì suốt 14 năm đi làm như vậy thì mình cũng thăng tiến trong cái công việc của mình và mình cũng lên cái vị trí quản lý cấp cao ở trong các tập đoàn. Nhưng mà đến cái năm thứ 14 thì mình cảm thấy rằng cái giá trị của mình nó là gì và mình sẽ làm gì tốt nhất với cái giá trị mà mình đã gầy dựng, mình đã phát triển và mình tìm ra được nó. Cho nên lúc đó cô có suy nghĩ rằng thôi mình nên dừng lại, dừng cái công việc đi làm thuê, gọi là đi làm thuê đó, đi làm cho các tập đoàn để mình thử làm một cái của riêng mình xem sao, để mà mình đem những cái giá trị của mình để mình giúp cho cộng đồng, giúp cho các bạn trẻ. Thì đó là một doanh nghiệp về đào tạo, về marketing và communication, đem những kiến thức và kỹ năng thực tế đến cho các bạn trẻ. Theo thống kê năm 2016 cho thấy rằng là ngành quản trị kinh doanh chiếm đến 32,3% và khiến cho nhiều bạn trẻ phải lao đao vì không có việc làm và tình trạng do nguồn nhân lực bị dư kha khá. Vậy thì theo cô, đến thời điểm hiện tại thì ngành quản trị kinh doanh đã có những thay đổi như thế nào ạ? Ngành quản trị kinh doanh thì luôn luôn là một ngành hot. Từ cái thời mà cô đi học đại học thì cũng là quản trị kinh doanh đã là số 1 rồi với cái sự phát triển của kinh tế thị trường. Thì cái thống kê, cái số liệu mà em chia sẻ vào năm 2016 thì cũng đặt ra là khá nhiều thách thức cho ngành quản trị kinh doanh. Nhưng mà thực ra năm 2016 thì lại có nhiều, từ đó lại có nhiều cái cơ hội, bởi vì lúc đó thì là cái phong trào khởi nghiệp cũng phát triển lên rất là nhiều. Cho nên các bạn trẻ mà học quản trị kinh doanh thì không hẳn là các bạn phải lao đao hay là bị dư thừa đâu. Cô nghĩ như vậy bởi vì các bạn có thể có sự chọn lựa. Một là các bạn sẽ vào các tập đoàn, các công ty, những cái doanh nghiệp mà họ đã tồn tại và họ đã hoạt động ổn định để mà mình đi làm cho họ, giống như là câu chuyện của cô trước đây. Hay là các bạn sẽ tự khởi nghiệp. Các bạn hãy bắt đầu bằng những cái ý tưởng của các bạn và các bạn tự làm chủ cho bản thân. Cho nên là cô thì cô lại không thấy là có cái sự thách thức và có cái sự dư thừa, mà cô nghĩ lại là cơ hội có nhiều hơn. Thì cái sự thay đổi của ngành quản trị kinh doanh giống như câu hỏi của em đặt ra, thì từ đó cái việc đào tạo của ngành quản trị kinh doanh sẽ giúp cho một bạn trẻ càng phải vững vàng hơn nữa, để khi ra trường bạn có nhiều cái sự chọn lựa và bạn có thể chọn những cái cơ hội mới đang mở ra cho bạn. Cô có thể giải mã ngắn gọn cho các bạn biết được là ngành quản trị kinh doanh là ngành như thế nào, và nhiều bạn trẻ thường lầm tưởng là học quản trị kinh doanh ra là mình sẽ làm sếp ấy ạ, thì không biết là quan điểm này có đúng hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Công, và đây cũng là câu hỏi của bản thân cô khi cô còn là sinh viên. Thì lúc đó cô cũng có câu hỏi tương tự, đó là quản trị kinh doanh là gì.
và nó học về cái gì. Thì mọi người thường hay giải thích một cách nôm na là quản trị kinh doanh là học ra để làm sếp. Nhưng mà đến khi cô học rồi và khi cô đi ra làm thuê rồi cũng như là cô làm chủ, thì cô có thể nói một cách ngắn gọn, quản trị kinh doanh đó là đào tạo ra những người generalist. Generalist tức là cái người mà gọi là quản lý tổng quát ấy, quản lý bao quát. Mà để là một người quản lý bao quát, tổng quát như vậy thì người đó phải có rất là nhiều cái gọi là, đó là combined skill, tức là có nhiều cái kỹ năng nó tích hợp lại với nhau. Thì trong đó có những kỹ năng chủ lực, ví dụ như là kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng về tiếp thị, marketing, kỹ năng về về vận hành, rồi kỹ năng về nhân sự và kỹ năng về tài chính. Thì đó là những cái kỹ năng chủ lực, cho nên những cái đó nó gọi là combined skill, là những cái kỹ năng mà nó tích hợp, nó bổ trợ cho nhau để mình có thể làm được sếp. Thì đó là giải thích một cách ngắn gọn là học quản trị kinh doanh là học cái gì và ra làm cái gì. Nhưng cái câu hỏi thứ hai đó là làm sếp. Làm sếp thì nó như thế này các em ạ. Không phải là mình vừa mới ra trường, mình học quản trị kinh doanh xong là mình có thể làm sếp được ngay. Với cái vị trí làm sếp, tức là một người lãnh đạo, là một người leader, thì nó đòi hỏi có thể nói rằng có ba thứ. Thứ nhất đó là technical skill, tức là kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. Thứ hai đó là strategic skill, tức là kỹ năng về chiến lược, tư duy về chiến lược. Và cái kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng lãnh đạo, đó là leadership. Cho nên nó sẽ quay lại trả lời cái câu hỏi của mình rằng học xong ngay quản trị kinh doanh có làm sếp được không? Thì cô nghĩ là có thể, chắc là có thể. Nhưng mà nó không dễ dàng và nó không có nhiều đâu. Mà chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta rèn luyện cho mình ba cái kỹ năng như vậy. Có nhiều bạn trẻ thường lầm tưởng là các bạn học quản trị kinh doanh là chỉ khi các bạn do có gia đình, có doanh nghiệp đã có sẵn, cho nên sau khi các bạn học và các bạn làm việc, các bạn tốt nghiệp xong thì các bạn sẽ về để vận hành và quản lý cái doanh nghiệp đó. Vậy thì cái quan điểm đó có đúng hay không, và vai trò của người học quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp đó là gì ạ? Cô nghĩ cũng là đúng. Và cái việc mà đi học như vậy thì các bạn cũng sẽ phải học rất là nhiều cái kỹ năng gọi là nó được tích hợp, nó tổng hòa với nhau như vậy á. Các bạn học phải thật nhiều, phải biết về vận hành, phải biết về kinh doanh, phải biết về tiếp thị, phải biết về quản trị nhân sự, phải biết về kế toán, tài chính, để các bạn có thể ra trường và các bạn có thể sẵn sàng làm cho công việc gia đình. Thì có những gia đình, có những bạn sẽ sau khi học xong thì cũng sẽ bắt đầu từ những vị trí rất là khiêm tốn. Các bạn sẽ đi từ những vị trí thấp nhất. Thực ra là nên như vậy. Các bạn đi những vị trí thấp và các bạn sẽ gọi là rotate, là các bạn sẽ di chuyển sang rất là nhiều phòng ban khác nhau để các bạn có sự lăn lộn với rất nhiều cái phòng ban, cái chức năng trong một cái doanh nghiệp, để các bạn có một cái nhìn bao quát, các bạn hiểu được hết cái bộ máy nó vận hành như thế nào. Và đến một lúc các bạn tích lũy đủ cứng cáp ba cái kỹ năng như cô nói. Thứ nhất đó là kỹ năng về technical skill, là các bạn rất hiểu rõ các cái kỹ năng chuyên môn của cái doanh nghiệp đã vận hành như thế nào. Thứ hai đó là cái tư duy về chiến lược kinh doanh, các bạn có được những cái nhận định về thị trường, về đối thủ cạnh tranh, về điểm khác biệt. Và thứ ba đó là leadership, tức là khả năng phục chúng. Quan trọng nhất là cái khả năng phục chúng. Nhưng mà cô nghĩ là cái gì cũng nên có những bước bắt đầu rất là sơ khởi. Với cái ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cái số lượng hiện tại, thì số lượng về doanh nghiệp đăng ký mới vẫn không ngừng tăng lên. Ngành quản trị kinh doanh với cái nguồn nhân lực hiện tại thì sẽ đóng vai trò như thế nào để phát triển những cái doanh nghiệp ấy ạ? Việt Nam thì là một đất nước mà cái tinh thần gọi là tinh thần khởi nghiệp, tinh thần tự doanh rất là mạnh. Covid thì là một cái làn sóng gọi là rất là dữ dội, cũng xô đổ khá là nhiều doanh nghiệp. Nhưng mà sóng trước đổ thì lại có sóng sau lên. Cho nên là những con người họ có thể bắt đầu lại, hoặc là những con người mới mà bắt đầu bước vào đời, và họ lại rất mạnh mẽ, họ nhìn thấy cái cơ hội và họ lại tiếp tục. Cho nên cái tinh thần đó cô nghĩ là cái điều rất là quý, và cái điều đó rất là hay ở thị trường Việt Nam. Và từ đó nó mới mở ra rất là nhiều cơ hội cho ngành quản trị kinh doanh. Cho nên như cái câu hỏi lúc ban đầu cô có chia sẻ đó, là mình cũng không lo lắng về cái sự gọi là bão hòa, cái sự no của thị trường, mà luôn luôn có rất là nhiều cái cơ hội cho ngành quản trị kinh doanh, cho những bạn học ngành quản trị kinh doanh ra, để mình tiếp đón cái làn sóng cơ hội đấy. Sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường thì các bạn có thể làm việc ở những vị trí công việc như thế nào ạ? Quản trị kinh doanh thì vì mình học gọi là generalist, tức là mình học tổng quát, cho nên là các bạn có rất nhiều cơ hội để các bạn có thể làm. Và đừng đặt cho mình một cái kỳ vọng ngay từ đầu là mình phải ra làm sếp. Các bạn có thể bắt đầu từ vị trí đầu tiên nhất là kinh doanh hay còn gọi là bán hàng đó. Thứ hai đó là các bạn làm ở bộ phận tiếp thị hay còn gọi là marketing, hoặc là các bạn có thể làm ở bộ phận truyền thông, communication. Các bạn có thể làm ở bộ phận về nhân sự, tức là về quản trị nhân sự. Rồi các bạn có thể làm về mảng tài chính,
Thì cô nghĩ đó là những cái phòng ban, những cái chức năng ở trong một doanh nghiệp mà các bạn có thể tham gia. Thì nói sâu một chút về bộ phận kinh doanh, thì thực sự là đối với một doanh nghiệp thì bộ phận kinh doanh có thể gọi là bộ phận gọi là chủ chốt, một trong những bộ phận quan trọng nhất của một doanh nghiệp, bởi vì đó là bộ phận mà mang doanh thu, mang cái nguồn tiền về cho công ty. Bộ phận này thì thông thường ấy, kinh doanh thì nó không có hào nhoáng, nó không được hào nhoáng lắm, có thể là cũng không được ngồi văn phòng máy lạnh mát mẻ như những cái bộ phận văn phòng khác, nhưng mà kinh doanh là linh hồn, là cốt lõi của một doanh nghiệp. Nên là cô nghĩ là các bạn trẻ nên yêu cái công việc kinh doanh, bởi vì nó là sống còn trong một doanh nghiệp. Và bộ phận kinh doanh này rèn luyện cho mình được rất nhiều kỹ năng, kỹ năng về làm việc với con người, kỹ năng về thu phục con người, thuyết phục con người, kỹ năng về thương lượng, kỹ năng về điều hướng người khác để mà đạt được cái mục đích của mình. Nên là cô thấy là cái bộ phận này có thể gọi là một bộ phận mà rèn luyện ra một con người gọi là gai góc, một con người mà resilient, là cái sự mà bền bỉ rất là tốt. Và thông thường nha, thông thường cũng không hẳn là có một số liệu thống kê chính xác, nhưng mà bằng cái quan sát của cô á, một người mà lên vị trí cao nhất trong một tổ chức, tức là bọn em biết là một cái bộ máy của tổ chức như thế này nè, các cái nhân sự cấp dưới thì nó là phần đáy của cái thang thì rất là nhiều, nhưng mà lên đến vị trí quản lý cấp cao thì cái vị trí đó càng ngày càng ít lại. Nhưng thông thường đa số là những người mà lên vị trí cấp cao hoặc là cấp cao nhất của một doanh nghiệp đều là những người đã kinh qua bộ phận kinh doanh, bởi vì họ có độ nhạy về thị trường, họ hiểu được cái diễn biến của thị trường như thế nào, họ rất là sắc bén về tình hình kinh doanh, cho nên họ có nhiều cái thuận lợi hơn để lên cái vị trí cao nhất trong một doanh nghiệp. Cho nên là cô luôn luôn là thuyết phục và khuyến khích các bạn trẻ nên yêu cái công việc kinh doanh và cho mình cái cơ hội để lăn lộn ở trong cái công việc, cụ thể là công việc kinh doanh của một doanh nghiệp. Như các bạn đã thấy thì cái cơ hội việc làm của các bạn tại các doanh nghiệp thì sẽ rất là nhiều, tùy thuộc vào cái niềm đam mê của bạn đối với lĩnh vực nào trong doanh nghiệp thôi. Chứ về lĩnh vực và những cái công việc, các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để có thể phát triển bản thân mình trong doanh nghiệp. Dưới góc nhìn của cô thì cô thấy là cái thị trường việc làm của ngành quản trị kinh doanh tại Việt Nam đang như thế nào ạ? Thị trường việc làm thì vào ngay cái thời điểm này á, lúc mà có thể gọi là kinh tế chắc là ở đáy hoặc là gần chạm đáy rồi, có khó khăn, thực sự là có khó khăn. Các doanh nghiệp thì phải cắt giảm nhân sự rất là nhiều. Tuy nhiên là cô suy nghĩ thôi là nó có thể là một cái giai đoạn ngắn, hoặc là một cái cơ hội như này nè các em. Khi mà mình nghe cái gì mà nó ở đáy thì điều gì sẽ xảy ra? Là nó sẽ đi lên. Cho nên là mình nhìn như vậy thì có rất là nhiều cơ hội. Cho nên các em học sinh mà các em đang cân nhắc thì các em cần có cái sự chuẩn bị, và ngay cái thời điểm này các em vào học, các em trải qua giai đoạn 3 đến 4 năm thì khi đó thì kinh tế sẽ phát triển, hồi phục trở lại, thì lúc đó các em lại là người ra trường và là đón đầu được cái cơ hội mới về nghề nghiệp. Cho nên cái nghề quản trị kinh doanh thì vì đào tạo ra một con người rất là toàn diện, generalist, cho nên là cơ hội thì cô nghĩ là có, luôn luôn có nhiều, có rất nhiều. Với cả sau những cái đợt mà khủng hoảng kinh tế thì sau đó cái nền kinh tế nó luôn luôn phục hồi rất là mạnh mẽ, nó có thể mạnh mẽ hơn trước đây nữa. Cho nên là cô tin rằng sẽ có rất là nhiều cơ hội cho các bạn học ngành này. Cái câu hỏi như là thắc mắc này là rất nhiều bạn quan tâm, đặc biệt là những bạn đang có mong muốn theo học ngành quản trị kinh doanh, đang tìm hiểu về nó, cũng như là các bạn sinh viên hiện tại đang học tại trường quốc tế Hồng Bàng, như là các bạn sinh viên năm 3, năm 4. Đó chính là thu nhập trung bình của các bạn học ngành quản trị kinh doanh theo từng vị trí sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu ạ? Đây là một câu hỏi vô cùng thú vị, nhưng mà là một câu hỏi rất là xác đáng. Gọi là câu hỏi về thu nhập của những bạn mà làm quản trị kinh doanh theo từng vị trí như thế nào thì nó cũng rất là khác biệt. Đối với một bạn trẻ mới ra trường bây giờ thì các doanh nghiệp sẽ rất là sẵn sàng đề xuất một cái mức thù lao cho các bạn, ví dụ như là khoảng 6 triệu cho đến 7 triệu cho một bạn sinh viên ra trường, nhưng cần phải có kinh nghiệm thực tập rồi các bạn nha. Khi mà bạn đã chứng tỏ bạn được khoảng 1 năm đầu tiên ấy, thì có thể mức lương sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó có thể lên đến 10 và 15, 20 thì được thay đổi, được tùy biến để mà theo được cái kinh nghiệm cũng như là cái sự đóng góp của bạn ở trong doanh nghiệp. Nhưng mà quản trị kinh doanh thì vì là một cái vai trò mà mình sẽ tiến dần lên trong cái bậc thang về tổ chức nhân sự của một doanh nghiệp, cho nên khi lên cái vị trí càng cao, trọng trách của mình càng cao, thì điều đó có nghĩa là gì? Là cái mức thu nhập của mình cũng rất là xứng đáng với cả cái trách nhiệm cũng như là cái khối lượng công việc mà mình đảm nhận.
Thì hy vọng là cô cung cấp cho bạn một cái mức sơ khởi để các bạn có sự hình dung rằng nó cũng là một cái sự khởi đầu tốt của những bạn học quản trị kinh doanh. Khi một bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh vừa mới ra trường thì trong CV của các bạn đó thì điều gì sẽ khiến cho cô bị thu hút nhất ạ? Có một cái điều rất là hay là những người làm công tác quản lý hoặc là những người làm về nhân sự hay nói chuyện với nhau á, là cái CV thông thường bạn nào cũng CV một trang, có bạn nhiều lắm thì CV hai trang, nhất là sinh viên mới ra trường thì trung bình là CV khoảng một trang. Nhưng mà cái điều lạ lắm, những cái CV một trang đó nhưng mà có cái cầm lên mình thấy nó nặng hơn, có cái mình thấy nhẹ hơn. Các bạn hiểu tại sao không? Có muốn đoán là tại sao có một cái CV cũng một trang mà nó nặng hơn, còn CV kia một trang mà nó nhẹ hơn không? Đúng, bạn những bạn CV mà cô được gọi như là nhẹ hơn ấy, thì là các bạn đó không có những cái trải nghiệm thực tế cũng như là những cái trải nghiệm tại trường cũng như là những cái kinh nghiệm thực tập thực hành ở trên những cái doanh nghiệp cũng như là cái cơ hội việc làm, thì đó là gọi những cái CV hơi nhẹ một xíu. Còn hơi nặng là các bạn đó CV đã có những cái kinh nghiệm thực tế cũng như những cái hoạt động về liên quan đến ngành cũng như những hoạt động trải nghiệm mà có thể phù hợp trong tương lai đối với ngành nghề của bạn, thì em nghĩ là nó là như vậy ạ. Đúng rồi đó cậu. Tức là một cái CV nặng hơn đó là bởi vì cái nội dung ở trong đó, cái kinh nghiệm của bạn nó chất chứa ở trong đó nặng hơn một cái bạn mà CV mà ít kinh nghiệm quá hoặc là chỉ thuần túy là học không. À, nên là các bạn trẻ cũng tiếp theo sẽ đặt đến câu hỏi là em là sinh viên thì em lấy đâu ra kinh nghiệm? Thì cái câu hỏi đó nó nên được trả ngược về lại cho bạn là bạn là sinh viên, vậy thì bạn hãy đi tìm cho mình kinh nghiệm đi. Kinh nghiệm có rất là nhiều, từ những công việc cụ thể, ví dụ như là gia đình bạn có doanh nghiệp riêng, bạn đã có thể bắt đầu lăn vào để phụ giúp cho doanh nghiệp của gia đình mình. Hoặc thứ hai là bạn có thể lăn ra bên ngoài để tìm cho mình những công việc, và ví dụ những công việc về digital marketing chẳng hạn thôi, mà các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều thuận lợi. Bởi vì các bạn trẻ bây giờ các bạn sinh ra trong cái thời kỳ của digital, thời kỳ của mạng xã hội, cho nên những cái điều đó nó thấm vào trong máu của các bạn rồi, nó trở thành một cái rất là tự nhiên. Bạn có thể chia sẻ một kinh nghiệm là bạn đã tự xây dựng một cái kênh fanpage hoặc là kênh YouTube hoặc là kênh TikTok của mình, đó đã là một kinh nghiệm rất là quý. Rồi thứ hai nữa đó là kinh nghiệm về việc mà hoặc là bạn giúp trong một cái cửa hàng, một cái công ty nào đấy, họ bạn làm quản trị fanpage cho họ, thì đó cũng là những cái kinh nghiệm rất là cần và rất là phù hợp với công việc của bạn. Hoặc ví dụ như là bạn có thể đi làm bồi bàn đi, bạn đi làm bồi bàn ở một quán cà phê, hoặc là bạn làm một bạn waiter hay là waitress ở một quán cà phê nào đấy, thì đó cũng là một trải nghiệm rất là quý. Bởi vì từ đấy thấy được bạn có kinh nghiệm về servicing people, có nghĩa là bạn phục vụ con người. Mà cái phục vụ con người đó rất là khó, nó đòi hỏi cái sự khéo léo, đòi hỏi cái khả năng giao tiếp, đòi hỏi cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Đó, những cái kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống như vậy nhưng nó đều rất là bổ ích cho cái việc mà nó làm cho cái CV của bạn nặng ký hơn, và người ta thấy được, cái nhà tuyển dụng thấy được rằng bạn có những cái nhen nhóm, có những cái mà nó sẽ phù hợp với cái công việc sau này mà họ đang tìm ở bạn. Trong quá trình các bạn học tập tại trường thì những cái hoạt động cũng như là những cái kinh nghiệm thực tiễn nào thì sẽ giúp cho các bạn đó tiếp xúc gần hơn với cái ngành nghề của mình, đó chính là ngành quản trị kinh doanh vậy. Cô thấy các trường đại học bây giờ thì tạo điều kiện rất là nhiều thực sự để đưa lớp học đến gần hơn với doanh nghiệp, đưa sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp vào trong lớp học. Ví dụ như là tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì có những cái hoạt động cực kỳ sôi động, ví dụ như là hoạt động mà đưa các chuyên gia vào trong lớp học để mà chia sẻ cho các bạn, rồi đưa ra những cái đề bài, những cái case study, những cái tình huống, những cái dự án có thật để cho các em có thể cọ sát ngay từ trong lớp học. Rồi thứ hai nữa đó là những cái buổi mà gọi là đi đến tham quan doanh nghiệp chẳng hạn, thì là cách ngược lại, đó là đưa các bạn đến văn phòng của các doanh nghiệp để các bạn có sự trải nghiệm, các bạn chìm đắm trong cái môi trường kinh doanh thực tế xem nó như thế nào. Hoặc là những cái buổi gọi là những cái cuộc thi, trường tổ chức các cái cuộc thi, và các cái cuộc thi đó đưa ra những cái bài toán, những cái challenge, những cái thách thức đến thật từ doanh nghiệp. Tất cả những cái cố gắng, những cái nỗ lực của một trường đại học, ví dụ như là tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đều giúp cho các bạn tăng cái sự cọ sát và tăng cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của mình. Vậy cái kỹ năng cần thiết mà các bạn sinh viên đang theo học thì sẽ cần có là gì để đáp ứng được với cái ngành quản trị kinh doanh vậy? Cô nghĩ rằng nên có ba cái kỹ năng chính, có thể gọi là ba kỹ năng chính cốt lõi. Nếu mà các bạn chuẩn bị được nhiều hơn thì càng tốt các bạn ha. Kỹ năng đầu tiên đó là cô nghĩ về kỹ năng giao tiếp, gọi là communication skill. Cái kỹ năng này nghe thì tưởng là đơn giản,
Bởi vì nhiều bạn cũng chia sẻ rằng giao tiếp thì chỉ là nói thôi, là nghe thôi. Mà em nói tiếng Việt được, em giao tiếp với mọi người trong gia đình được thì tất nhiên là em tự giỏi về kỹ năng giao tiếp rồi. Tất cả chúng ta đều có một mức nhất định về kỹ năng giao tiếp, nhưng mà chúng ta cần phải rèn luyện nó càng ngày càng gọi là sâu sắc hơn. Kỹ năng giao tiếp trong môi trường đi làm đó là làm sao mà chúng ta lắng nghe một cách là chúng ta hiểu được cái vấn đề, hiểu được từ nhiều góc cạnh khác nhau. Và ngược lại, chúng ta có khả năng truyền tải như thế nào đó. Đầu tiên nhất là thông tin nó phải đi đúng. Thứ hai là thông tin nó càng ngắn gọn, nhưng mà cái truyền tải mà cao cấp hơn nữa đó là chúng ta có khả năng thu hút, gọi là inspire, truyền cảm hứng cho những người khác. Trong kỹ năng giao tiếp còn có kỹ năng về viết nữa nha. Viết rất là nhiều nữa. Nên các bạn từ bây giờ cố gắng rèn luyện cho mình về văn các bạn ạ. Văn là cái sẽ theo mình suốt cuộc đời luôn. Đó là kỹ năng đầu tiên về kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng thứ hai cô nghĩ là mình, thực ra là mình cũng làm nó mỗi ngày đấy, nhưng mà mình cần phải tập luyện nó nhiều hơn. Đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Cái kỹ năng giải quyết vấn đề ở đây ấy, nó không phải là có cái gì sai và chúng ta sửa. Vấn đề ở đây không có nghĩa là sai, hoặc là cái gì đó hỏng, cái gì đó nó đổ vỡ thì mới gọi là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề có nghĩa là có thể có những thách thức và có thể nó cũng là cơ hội nữa cơ. Thì chúng ta nhìn thấy điều đó và chúng ta biết cách đối xử với nó như thế nào, chúng ta biết cách đối ứng với nó như thế nào. Và hãy tập cho mình một thói quen như thế này. Về kỹ năng thứ ba, làm việc nhóm. Cái đó sẽ là cái bắt đầu nhen nhóm cho cái kỹ năng về leadership về sau này. Trong môi trường học cấp 3 hoặc là môi trường học đại học, các bạn sẽ được tạo điều kiện làm việc nhóm rất là nhiều. Làm việc với những con người khác nhau, với những cá tính khác nhau, với những nhịp điệu khác nhau, với những quan điểm khác nhau. Làm sao chúng ta đủ bình tĩnh, bỏ bớt cái hy sinh, cái tôi của mình đi, để mình có thể làm việc chan hòa được với mọi người. Mình có thể dẫn dắt được mọi người để đạt được đến cái mục tiêu chung, với những cái deadline, với những cái thời hạn mà đưa ra, với một cái chất lượng tốt nhất. Thì đó là những cái bước ban đầu các bạn rèn luyện để chuẩn bị cho sau này. Cho nên cô nghĩ là ngay từ bây giờ các bạn đã có thể chuẩn bị cho mình 3 kỹ năng nha. Thứ nhất là kỹ năng về giao tiếp, thứ hai là kỹ năng giải quyết vấn đề, và thứ ba là kỹ năng làm việc nhóm. Trong suốt quá trình mà làm việc cũng như là vận hành doanh nghiệp của mình, thì cái dấu ấn nào khiến cho cô khó quên nhất trong cái quá trình đó? Nó là một cái hành trình học của bản thân mình nữa cơ. Hành trình tự học, tự xây một cái công ty của riêng mình. Thì có rất là nhiều cái dấu ấn khó quên, nhưng mà nhìn ở cái góc cạnh mà quản trị doanh nghiệp á, thì nó luôn luôn gắn liền với yếu tố con người. Mình chan hòa, nhưng mà mình cũng rất là nghiêm khắc, và mình cũng rất là thẳng thắn. Và cái sự thẳng thắn thì thường mình biết đấy, nó cũng rất là khó để mà nghe và để mà chấp nhận. Nhưng mà cô luôn luôn chọn được cách rất là chân thành và thẳng thắn. Cho nên là có những cái sự chia tay thì cũng rất là đáng buồn. Nhưng mà có một trường hợp thì cái sự chia tay đó nó buồn lắm. Nó buồn mà đến đổ vỡ luôn á. Nó buồn đến mức mà không thể nhìn được nhau lại được nữa. Nhưng mà mình cứ thế mình tiếp tục, mình gọi là tiếp tục với cuộc sống, với công việc của mình. Nhưng mà đến 2 năm sau thì cái bạn mà ra đi mà buồn mà sứt mẻ như vậy, thì bạn lại gọi điện thoại cho cô. Một cái cuộc điện thoại mà mình thấy rất là bất ngờ. Mình nghĩ là sẽ không bao giờ là hai con người đó có thể tìm được tiếng nói chung để mà nói chuyện với nhau. Nhưng mà bạn ấy gọi điện thoại, và cái câu đầu tiên bạn ấy nói ngay đầu tiên luôn, không chào hỏi gì cả, chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói là em xin lỗi chị, 2 năm vừa qua thì em đã gặp rất là nhiều sóng gió và va vấp, và em hiểu những cái điều mà chị nói rất là gọi là rất là khó chấp nhận vào cái thời điểm đó. Và qua 2 năm va vấp như vậy thì em mới nhận ra rằng cái điều chị nói là đúng, cho nên là hôm nay em quyết định là em gọi điện thoại để em xin lỗi chị. Thế những điều mà gương vỡ lại lành, và bây giờ bạn ấy thì đã quay trở lại làm việc cùng với cô, và bây giờ trở thành một nhân sự gọi là hết lòng, hết mình với mình. Thì mỗi chúng ta thì mình cũng cần có lúc phải đi ra ngoài để cọ sát ở bên ngoài, để trả giá, để mà cảm nhận nhiều cái niềm vui, để mình thấy được cái gì là cái quý giá nhất. Thì đó là một cái kỷ niệm đối với cô không quên được, khi mà mình ra mình làm chủ một doanh nghiệp và mình làm việc với con người. Thật ra thì cũng sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên được trong cái quá trình vận hành một cái doanh nghiệp trong suốt 13 năm của mình, đúng không ạ? Ngành quản trị kinh doanh được xem như là một trong những cái ngành về quyền lực và thực tế, thì sau khi các bạn tiếp cận và làm việc thực tế với ngành, thì không biết là điều gì khiến cho các bạn trẻ phải gọi như là vỡ mộng về ngành ạ? Vỡ mộng về ngành thì mình làm ra mình phải bắt đầu từ những nấc thang thấp nhất.
Nên là điều đó thì cô hy vọng rằng các bạn nên nắm ngay từ bây giờ nhé các bạn. Bởi vì khi mà mình muốn chèo chống một doanh nghiệp, mình muốn phục chúng con người á, thì mình phải gọi là thương tật để mình á. Bởi vì những con người làm trước ở đó họ cũng đã kiểu rất là nhiều cái vết sẹo trong cái công việc của họ, rất là nhiều cái va đập của họ để họ có một cái sự vững vàng và bản lĩnh, một cái sự gọi là kiên định đến như vậy. Và chúng ta còn trẻ quá thì chúng ta cũng phải cho phép mình có cái sự va đập, cái sự sứt sẹo khá là nhiều để mà chúng ta có thể lên được vị trí cao. Cho nên là hãy chấp nhận và yêu những cái vết sẹo trong quá trình làm việc của mình thì mình sẽ không bị vỡ mộng. Và cứ nghĩ đi, mình cứ thu thập càng nhiều cái vết sẹo như vậy thì cái da của mình nó càng ngày nó càng sắt đá hơn, thì cái sức chống chọi của mình sẽ cao hơn, thì như vậy chắc chắn là mình sẽ không bị vỡ mộng. Giống như một cái viên ngọc thì càng mài thì nó sẽ càng sáng hơn cả. Sau khi mà chúng ta, các bạn có một cái quá trình mà chúng ta mài cái viên ngọc của chính mình thì sẽ các bạn sẽ biến mình trở thành một cái viên ngọc mà ai ai cũng sẽ muốn sở hữu. Thì đó là một cái câu nói mà mình rất là tâm đắc từ những người bạn của mình và cũng mong muốn truyền đạt đến các bạn. Những cái lời khuyên nào, những cái lời chia sẻ nào mà cô tâm đắc nhất mà muốn dành cho các bạn đang có mong muốn cũng như là định hướng học về ngành quản trị kinh doanh vậy ạ? Cô nghĩ rằng cô sẽ có hai lời khuyên dành cho các bạn trẻ yêu mến và quan tâm ngành quản trị kinh doanh, và sẽ có những quyết định rất là gần đến với cả ngành học này. Có hai cái lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất, cô nghĩ rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn. Có người sẽ lớn nhanh, có người sẽ lớn chậm. Có những người chỉ già đi thôi mà không lớn lên được. Cô nghĩ đó là điều đầu tiên. Thì cái lớn ở đây đó là cái lớn về mặt thể chất. Cái lớn thứ hai đó là lớn về mặt gọi là trải nghiệm, về sự chững chạc, về sự bền bỉ trong công việc. Thì đến với việc học hay là đến với công việc sau này, chúng ta hãy cho phép mình được lớn lên thật nhanh bằng cách là học thật nhiều, lăn lộn thật nhiều, làm thật nhiều để mình có thể lớn lên thật nhanh. Nên thực sự trong cuộc đời sau này của mình, cái người thầy mà dạy mình lớn nhất nhá, theo cô đó chính là công việc. Công việc nó sẽ dạy mình nhiều nhất. Cho nên hãy cho mình cơ hội làm, đừng lười, cứ làm thật nhiều đi thì mình sẽ học được càng nhiều. Thì đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai của cô thì cô thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng là một con ếch ngồi trong một cái giếng. Thực sự là như vậy. Có người thì ngồi trong một cái giếng nó nhỏ, có người thì ngồi trong một cái giếng to, có người thì ngồi trong một cái giếng to hơn một chút. Thì mình ở trong cái giếng nào thì mình sẽ nhìn thấy bầu trời nó tương ứng với cái giếng của mình. Cho nên là hãy cho mình cái cơ hội để mà đến một cái giếng nó càng ngày nó càng to hơn, hoặc là mình trải nghiệm nhiều cái giếng để mình mở rộng được cái nhãn quan của mình, cái thế giới quan của mình, cái xung quanh, để mà mình biết khiêm tốn. Thực sự là mình biết khiêm tốn hơn. Chúng ta không bao giờ là một người biết tất cả, và chúng ta có lẽ không bao giờ sẽ là người xuất sắc nhất đâu, bởi vì sẽ có những người khác xuất sắc hơn và giỏi hơn. Cái người mà mình cần phải khiêm tốn và người cần phải chinh phục đầu tiên đó là chính bản thân mình. Nếu như mình quá là tự hào và tự mãn về bản thân thì chính mình đã cướp mất đi cái cơ hội học của chính mình. Cho nên là cô có lời khuyên thứ hai, đó là lời khuyên về cái giếng. Vậy là chúng ta đã có những giây phút thú vị để cùng nhau tìm hiểu về ngành quản trị kinh doanh. Và nếu các bạn có thêm những thắc mắc về ngành này, có thể tham khảo trên website của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông qua địa chỉ www.hieu.vn. Và đừng quên đặt câu hỏi cho chương trình Hieu Podcast chuyện ngành chuyện nghề thông qua comment. Cũng như là nếu có thêm những thắc mắc khác về ngành nghề, thì inbox ngay cho fanpage của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để chúng mình có thể cùng nhau giải đáp những câu hỏi cũng như thắc mắc của các bạn nhé. Thành Công và cô Diệu Anh xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn.